Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một cái cây phi điệp, đó chính là cây Hồng Minh Anh. Một cây phi điệp cũng được rất là nhiều người biết đến. Cây này thì nó có từ lâu rồi, nên là có thể là mọi người cũng đã biết. Nhưng cây này thì nó khá là giống với cây, nó có bốn cây khá, bốn cái tên mà cây khá giống nhau. Đó chính là cái cây Minh Anh là một này, cây Mắt Ngọc Triệu Đô và cây cây Diệu Linh. Bốn cây rất là giống nhau, bốn cái tên, bốn cây rất là giống nhau. Nhưng mà theo như em thì cái cây Minh Anh này thì nó khác với cái cây Diệu Linh. Cái Diệu Linh Triệu Đô khả năng là một, cái cây Mắt Ngọc thì nhìn chung là mấy cây nó ná nhau đấy, nó rất là giống nhau, nhìn ảnh nó giống nhau á. Đấy, thì đây là cái form bông chính của nó, bộ cánh, cánh rất là bay, rất là đẹp. Mọi người nhìn ạ, cánh rất là bay, rất là đẹp. Đấy, đây là cái màu hồng, một trong cây màu hồng mắt nhỏ, rất là đẹp. Cái này xưa hay gọi là cây rất là giống cây mắt ngọc, đúng không? Mắt nhỏ, gọn, đẹp, màu hồng khá nét, rất là đẹp. Thì giờ em giới thiệu sơ qua về cái thân lá một chút anh chị nhé, để anh chị cùng tham khảo về cái thân lá của cái cây Minh Anh này. Đây, đây là cái thân lá của nó. Cái này là vùng miền trong nên là thân lá của nó khá là nhỏ, lá mềm nhỏ lướt. Đấy, thân của nó thì chấm tím, không có gì quá đặc trưng cả. Để em quay cái mặt này thôi, mọi người nhìn nó dễ hơn. Đây, đây là cái dáng mầm, thân nó chấm tím như những cái cây bình thường. Lá của nó to khoảng 3 cm, 2 đến 3,5 cm. Những cái lá nhỏ như này chỉ khoảng hơn 2 cm, 2,5 cm. Đấy, thân của nó chấm tím, đốt khá dài, đốt khoảng tầm 2,5 cm một đốt. Nhưng khi trưởng thành và to thì như ở trên này nó khoảng tầm 3 cm, 3 cm và đốt. Lá của nó thì nhìn chung cũng khó nói, bởi vì gần như nó không có đặc trưng gì nhiều, nó như cái cây phi điệp tím. Đấy, lá của nó thì nó khá là đơn giản và nó không có đặc trưng. Dáng lá này thì đấy là ví dụ anh chị mà có xem có cây thì mình cũng có thể nhòm qua cái thân lá, dáng lá như này. Thân của nó thì lên trên thì hơi zig zag, nhưng còn ở gốc lên thì gần như là không zig zag, khá thẳng. Thân nó không zig zag, thân nó thẳng. Nó có khớp tím, thân nó chỉ có hơi cái chấm thôi, hơi cái chấm màu. Đấy là cái dáng cơ bản của cái cây Hồng Minh Anh. Thì mọi người cùng xem qua và tham khảo nhé. Đây là cái quay tổng thể về chi tiết cái thân lá của nó. Đấy, cái lá của nó thì hơi nhăn tí thôi, hơi nhăn nhưng rất là khó nói, bởi vì nhìn lá thì không thể, nó có một số những cái cây có đặc trưng ấy thì mình cứ nhìn được, còn như những cái cây này thì nó không có đặc trưng mấy. Ví dụ như cái hồng xòe nó có đặc trưng. Đấy, còn cây này thì không có đặc trưng mấy nên nó cũng hơi khó. Đấy, còn đây là từng bông hoa của nó. Cái này thì nó nở lâu rồi và có cảm giác là nó đang bắt đầu xuống sắc, chuẩn bị tàn. Những mùi hoa của nó vẫn rất là rõ nét, rất là đẹp. Màu hồng rất là đẹp. Tiếp theo đến một cái bông trên. Bông trên đây, đây chính là cái bông trên của nó. Bông này thì nó không có cái tác động gì, nó nở. Đấy, thì nó có bông nọ bông kia, nhưng bông này lưỡi nó hơi lệch một chút, nhưng nó vẫn giữ form rất là đẹp, màu rất là đẹp. Còn đây như cái bông này thì hiện tại là đang là bông căng và nhìn nó bắt mắt nhất ở cái cây này. Cây này thì cánh của nó màu hồng và môi hoa của nó tương đối trắng, mắt của nó hồng, màu hồng rất là đẹp, màu hồng và hai cái mắt rất là rõ nét và gọn, rất là gọn. Đấy, như cái bông mới hé ở đây cũng thế thôi, rất là đẹp. Đấy, cây Hồng Minh Anh này, một trong những cây hồng cánh cũng, cánh bay cũng rất là đẹp. Mọi người nhìn đấy, cánh bay. Đến bây giờ là cái thời điểm đó chính là chiều đấy, khoảng 4 giờ chiều. Thì nó giữ form và giữ khuôn được như thế này thì nó cũng là một cái cây em đánh giá nó rất là cao. Bởi vì nó không bị rủ,
nó không bị rủ cánh. Có nhiều bông là nó ngủ anh chị nhé. Nhưng còn như cái cây này thì nó không bị ngủ cánh, cánh nó vẫn bay căng. Bây giờ là khoảng 4 giờ rồi anh chị ạ. Đây, 4 giờ rồi. 4 giờ chiều, 3 rưỡi 4 giờ chiều đấy. Thì nó là một cái cây nó căng cánh như này, nó rất là đẹp. Thì giới thiệu đến mọi người với cây hồng Minh Anh, mọi người cùng xem và tham khảo thêm nhiều video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Anh chị muốn mua cái cây thì cũng có thể liên hệ bên em cũng có bán những sản phẩm như này anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây hoa lan khác, với những cây hoa lan đẹp cũng như là đột biến. Xin cảm ơn.